đã anh chị. Anh nằm lên đi, anh leo lên nằm cho em, nằm lên anh thử đi, anh Chiến thử lên nằm đi, cái sóng đánh dưới. Này nó giống nước không sao. Nó đang tới cái chỗ đây nè. Ừ. Các bạn có phao đâu có sợ. Có phao đâu có sợ gì. Giờ đi đi về hướng này, đi bộ về hướng này anh chứ. Đóng đi hướng này, nó kéo mình ra đó đó.